xin chào cả nhà nha. Hôm nay là em có mặt tại bệnh viện ung bướu, thì quán cơm này có tên là quán cơm anh Ba Cu, 271 nơi Trang Long, quận Bình Thạnh. Thì có cơm từ thứ hai đến tháng năm. Cái này là cơm này là phát cho bệnh nhân nghèo. Đây thì là quán chủ quán cơm Ba Cu đã tới nữa rồi. Hiện tại là nhiệm vụ trách nhiệm của mình là cầm máy. Mình yếu đuối quá. Đây là cái biển phát cơm của anh nữa. Phát cơm miễn phí có thịt từ 3 giờ chiều, chỉ cần xếp hàng là có quán cơm anh Ba Cu, 271 nơi Trang Long. Lâu lắm rồi mới gặp mấy anh chị đây. Đây có chuối, có thịt gà quay, cá. Thật ra ở đây có đủ món heo quay các kiểu luôn. Ngon không? Dạ không? Em có ăn đâu em biết ngon trời. Ra là ở này là ngon trong tấm lòng ngon ra. Chơi nhiều bệnh nha. Ok. Đó, vô một cái bịch rồi. Đây là chủ quán. Đây chủ quán nè. Đúng quá rồi. Dạ. Nhà lại làm một trường đi. Dạ. Rồi. Đây cơm. Đây hôm nay phát sữa và phát cho mỗi người hay 50 chứ 50 là à 50 người 50 đi xì mỗi người 50 rồi một bịch sữa mỗi người thêm một bịch sữa nữa. Thôi u hay gì? Bị khối u.
đây. Con này chắc xã chị hay hóa chị là phải cạo đầu. Đây thì ở đây là có từng tuyến luôn, bên đây là bới cơm. Còn đây là gà cơm, là mình sẽ phát gà. Còn ở đầu kia là phát sữa, và chị này đang đứng là chị Liên là phát tiền. À phát sữa chứ. À, các anh trước chứ đầu kia là phải sẽ phát tiền. Các cô bác cứ xích lên nha, các cô bác cứ xích lên. Thì ở đây là đây. Thì bên ngoài bên kia đó là sẽ xếp hàng từ ngoài tuốt ngoài kia, và xếp hàng vô cọng dây này vô tới đây. Đây ơi, có nhiều cụ già nhìn rất là thương. À, quên nữa, bên đây là hàng gánh là phát canh và chuối. Đây. May là rất là may, là nghe nói là các anh chị hẹn nhau ở đây, mình cũng ra mình coi và mình quay để chia sẻ cho các anh em. Quá trễ rồi. Ok ok. Chú lấy cơm hả chú? Chú xuống kia chú à. Chú ơi, chú lấy cơm hả? Chú xuống sợ gì à. Chú không nổi rồi, bệnh quá chú không nổi rồi, nó bỏ rồi. Rồi, nó rồi. Chú rồi. Đây trên đây là hàng người rất là đông. Wow. Đây các anh chị đây làm việc rất là cực lực luôn. Cho thằng nhóc này một cơm hay kho. Ừ, ra làm cho. Ra làm.
trời đông luôn. Hôm nay phát 500 phần hả? Dạ. Hôm nay là phát 500 phần nha cả nhà. Khi mà làm trong suốt thời gian 5 năm nay bữa cơm có thịt thì có những lúc nào mà anh Cường nản hay là ý kiến đó? Các bệnh nhân mà mới mổ xong là sẽ được ưu tiên thôi, giống như chú này là tại vì xếp hàng mà 2-3 tiếng thì rất là đông, có người xỉu luôn á.
bây giờ là những phần cơm cuối cùng của anh Cường đấy. Tại là còn những phần cơm cuối cùng còn có nước thôi. Rồi. Em cũng xin cảm ơn anh Cường, cảm ơn các nhà hảo tâm đã làm phát cơm từ thiện trong suốt những thời gian qua. Rồi em xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà vào những clip sau. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.